Mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì ngày hôm nay anh em mình cũng chia sẻ với quý vị khán giả một cái thông tin rất là vui, là sau khi mà tối ngày hôm qua thì anh em mình cũng đã chính thức và nhờ bên mấy anh em như là tất cả các chú bên công an đã bắt được ông U40. Và hiện tại thì ngày hôm nay anh em mình sẽ cập nhật cái thông tin mới nhất về ông U40, là hiện tại chính thức ổng đã bị bắt rồi quý vị đó. Và cũng như là hiện tại thì công an đang vào cuộc để mà điều tra và làm việc, và thứ hai nữa là bên hội phụ nữ người ta cũng đã can thiệp vào. Và ngày hôm nay thì cái điều mà đặc biệt anh em mình vui nhất là hiện tại đã lấy lại sự công bằng cho một là bé Tiền. Dạ, bên Nam có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào và mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín, chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhào thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi. Và ngoài đây dạ chào ngoại. Ủa rồi sáng nay bé Tiền đâu rồi ngoại? Nó nói nó đi ra lộ đâu, nó đi đâu mất rồi sáng tới giờ nữa. Bà cũng muốn đi kiếm nó mà bà không thấy đường, rồi bà không có đi. Ủa nó đi nữa hả? Nó đi đâu không biết nè, rồi sáng tới giờ bà không gặp nó. À thì ngày hôm nay anh em con vô là thông báo cho ngoại là hiện tại tình trạng bên ông U40 á, ông Bảy á, ông đã bị bắt rồi. Nó thì công an người ta đang làm việc với lại bên hội phụ nữ, chút xíu nữa sẽ vô gặp gia đình mình nói chuyện ha. Dạ. Thôi để gì vậy, bây giờ để con đi ra ngoài con kiếm bé Tiền, kêu nó về rồi lát người ta vô ha. Dạ, ngoại dạ. Cảm ơn mấy em nhiều. Dạ dạ, rồi hơi ngoại ấy thì dạ, con đi ngoại. Nha. Dạ, để con đi ra ngoài kiếm nó. Dạ. À, nãy giờ anh em mình đi tìm kiếm thì cũng như là gặp mấy cô hàng xóm nói là sáng thấy con bé Tiền nó đi ra ngoài này, thì không biết là bây giờ có bé Tiền đi ra ngoài này không? Thì anh em mình sẽ đi tìm. Sao tự nhiên có mấy cô nó chỉ nói là con bé nó đi vô trong đây nè, khu vực này. Quanh kia thử coi. Có anh em chia coi nó nha. Ở bên kia đây anh vươn tay cho. Ờ. Đi. Anh đi coi bên đây đi. Anh quay qua nó đi. Em đi chia ra, anh em mình đi chia ra nhau ra. Nam mô Di Phật, anh em con chỉ muốn ở đây tìm bé Tiền chứ không có mục đích là quấy phá gì hết trơn. Ở đây ông bà đây cũng quan hỷ cho anh em con nha. Thấy không Vin? Đi qua bên kia anh bên đây. Anh Huy đâu rồi? Đi bển, cánh bển, mình quanh kia. Ôi. Ở đây. Cái gì ngộ à? À, có chỗ để cốt. Đi. Kỳ ha, ngộ ha. Đi. Đi. Chia nhau đi tìm. Có không? Trong kia có cái hũ. Hũ cốt. Hũ cốt kìa. Thấy không? Đó. Coi có con hồi xào đó không? Đi chú ra xào. Ờ, đi ra. Sáng nay mình anh thấy lạ không? Ừ ha. Không sao? Có ngày tháng ha. Không có ngày tháng mà cũng không có tên. Ghi chữ tắt không à? Không có này. Có khi nào không? Đi, mình đi lòng qua đây.
Còn mấy cái này là đá gì nè. Ê, mình đi qua. Có ảnh này nè. Đâu? Để đây. Tìm cho nó ngõ góc. Hồi sáng cái cô kia nói là thấy đi vô đây nè. Mà cô đó chỉ làm sao? Đúng rồi. Con bé nó đi vô đang chỉ bắn. Nó thấy cái gì lạ lạ. Cái ngôi mộ mà tự nhiên cái nó có nguyên một cái vòi đất lên đây ta. Đây nè cả nhà. Anh Quỳ với anh Bin. Thấy không? Không. Ê mà nhưng mà anh em qua đây nè. Anh em thấy ngôi mộ à, có cái vỉnh đất lên rồi, thấy không? Cái này giống tổng hố anh em ơi. Phải không? Nãy em đi ra. Ừ. Thôi, mình đi mình ra đi, không thấy nó đây rồi. Ghê vậy trời. Đúng mấy thằng ơi. Ủa sao nãy em đi qua. Trời ơi. Cái kìa kìa. Nó đang làm gì? Ai biết đâu. Đi. Đúng mấy thằng ơi. Cái bé mà. Ôi ơi. Ôi trời, anh cung luôn á. Nó đang làm gì á? Ủa sao nãy mình đi ngang đây mà ta? Ừ, không thấy kỹ ta. Ê, nó đang làm gì á? Ê, nó cầm cầm gì kìa? Bé lắm. Bé ơi. Bé bé. Giờ sao? Giờ đi lại kêu nó chứ sao vậy? Đi. Đi. Xong à. Hôm qua nay em gặp cái này, em ấn lạnh quá anh ơi. Quy đi. Anh ngồi ấn lạnh thôi. Anh bữa đó anh kêu gọi. Đi. Ừ. Để anh cho. Đi. Cầm đi. Đi mà em cũng ấn lạnh. Bây giờ ba thằng ấn lạnh hết, phải có thằng vô chứ. À, đi. Mình cùng nhau đi vô đi. Cùng nhau vô đi. Đi. Tiền ơi. Quên. Bé. Trời ơi. Sao em tự nhiên ra đây vậy bé? Mấy người là ai vậy? Trời ơi trời. Gì vậy? Chú này con. Chú nè. Chú nè. Chú nào? Phải chú nè. Tự nhiên ra đây làm chú gì? Chú Bin nè. Đi làm. Chú Bin nè. Đi làm gì? Làm gì đây? Ai mướn trong em làm? Có. Ai? Kìa ngoài đó đó. Chị anh em. Ủa trong đây chú đâu có thấy công ty xí nghiệp gì đâu mà con không? Chưa ra con làm. Ai kêu quét dọn? Người cho tiền là sao? Tiền đâu? Mẹ. Trời ơi. Mẹ cho mà lấy không? Ôi, không dám đâu. Cần nhiều lắm. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì? Là người ta cho em hả? Trời ơi. Ôi, ở đây sao em thấy bên này có cái gì ta? Ê, cái đó cái mộ. Phải không? Ừ. Nít. Phải không? Phải. Bé. Cái chỗ này là cái gì vậy bé? Nhà tôi. Gì?
Cái gì? Nhà tôi đó. Nhà đâu đây? Là sao? Không? Vậy con bình tĩnh nè, bình tĩnh nè. Đi thôi. Nhớ mấy chú không? Về nhà bà ngoại đang đợi con nhà kìa bé. Không có bà ngoại đâu. Trời ơi. Mẹ với em ở nhà kìa. Mẹ em ở nhà kìa con. Không có em với mẹ mà. Sao vậy? Vì con ở với ai? Ở một mình. Trời ơi, bé con này. Ừ. Nó sao kỹ ta? Nhà em ở đâu? Ừ. Đây nè. Trời ơi, trời. Có nhà vậy? Đâu đây? Bé con sao rồi anh em ơi? Rồi ý là em kể cho mọi người nghe, hồi nãy em nói là ai cho tiền? Người ta. Người ta nào? Người ta rủ là đi ra đây quét dọn cho người ta cho tiền. Người ta nào? Nó bên kia kìa. Bên đâu, đâu chỉ là thôi. Nó. Trời ơi, bên đó chú bên thấy đâu có nhà ai đâu. Đi làm chung không? Nhà một. Thôi, không dám đâu. Đi làm đâu, em biết ở đây là đâu không mà em cái đi làm. Đi làm. Có biết ở đây là đâu không? Hả? Ê anh em ơi, bé nói là đi làm đằng kia mà nhầm khi ở đằng kia nó có cái gì đó bây giờ mình nhờ bé chắc là nặng đây. Đâu đi là em đâu, làm đâu đâu. Nào đâu, con làm đâu? Dắt ơi, chỉ coi. Có gì hầu nói cho chú chú Bin làm chung với con. Ừ. Ừ cũng được nữa. Đó, đi coi. Con chắc phải đâu. Ôi, dẫn đi đâu chứ? Nó lùm cây như trời. Làm đâu? Con không? Trời ơi, đây đâu phải công ty đâu làm con. Đâu nào đâu? Ui. Cái đó tiền nó đâu có xài được đâu, tự nhiên em lấy về bỏ đi. Bỏ đi con. Bỏ đi. Sao mà lấy được tiền vậy? Trời ơi, có thiệt à. Chị Đông. Bé. Tiền dưới trời. Rồi nó đếm. Rồi nó đếm kìa. Tiền nó không có xài được. Bỏ. Bỏ đi con. Trời ơi. Nhét ở đâu một đống vậy? Thôi con, tiền nó không xài được đâu con. Em nghĩ như nè. Không biết là mấy anh nghĩ giống em không nha. Con bé lúc đầu nó cứ nói là nó đi tìm việc làm. Ừ. Tự nhiên bữa nay đi lại đây nó nói là nó vô đây nó có việc làm, nó kiếm tiền. Ừ. Con nhớ là cái việc làm của con ở đâu không? Ở đây. Ở đây luôn hả? Con biết rằng là con đang nấu cái gì không con? Ở đây làm gì có việc làm? Đó con mà. Thấy xung quanh con là cái gì con biết không? Ơi, sao nó nói nó làm đây? Để anh em. Từ từ. Rồi. Ghê quá. Bây giờ con biết ở đâu không? Bệnh viện đó. Chứ không phải công ty gì đâu con. Đúng rồi. Có mà có việc làm. Ê, vậy gì? Gì anh? Anh nghe cái tiếng chuông điện thoại đâu trong mấy cái nhà mộ nè. Gì ghê vậy? Ừ, con nghe tiếng 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 mà. Mấy anh em nghe kỹ đi nha. Trong cái đoạn video mình có nghe tiếng chuông điện thoại á. Ở đằng kia kìa. Chứ không phải trong anh em mình đâu. Em đâu có nghe gì đâu. Anh có nghe nha. Anh có nghe không? Không, không nghe đâu. Trời ơi, được chưa. Đi đi về tiền ơi. Đi đi về con. Ngoại đang đợi nhà về ăn cơm kìa con. Nhà ở đây mà. Từ hồi sáng giờ mấy chú tìm con quá trời luôn. Anh cầm cho em đi. Đi. Đi tiền ơi. Bỏ cái này đi. Bỏ đi. Đi. Đi về. Bỏ mấy cái này hết đi. Cái đó không có tiền, không có xài được đâu. Đi bỏ đi. Trời ơi, đâu có xài được. Tiền. Yeah. Bỏ đi, đi về để tụi anh kiếm gì cho làm. Đi. Cái này không có xài được. Rồi nó cắn. Giờ sao anh em? Giờ không biết sao luôn á. Đi 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 đi, đi ra ngoài đi. Đi về. Đi. Anh em qua đây coi. Đi 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 qua anh đi. Đi. Tiền này đâu có xài được. Đi về tiền ơi.
đi. Đi như ngõ đây. Khóc luôn rồi. Khóc luôn rồi kìa. Rồi coi. Không hiểu luôn á. Đi. Đi. Đưa 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 ra ngoài ngoài này được rồi. Đi. Đi. Đi về. Ba cái này không có xài được. Đi về đây rồi mọi người. Em muốn tìm việc làm mọi người tại. Bây giờ sao? Giờ sao? Giờ trước tiên thôi anh em mình tạm thời giờ anh em mình những cái này về đừng nói bà ngoại của con bé nha. Ừ. Tại vì bà ngoại nhà anh em mình đó là đi kiếm bé về mà không có gặp con bé mà không có kéo về không được. Đi đi đưa ra xe đi. Đi đi. Đi. Bỏ cái này ra đi. Rồi đưa ra xe đi. Đi về đi. Đi về mọi người cái biết gì bạn cho. Đi. Đi ra, đi ra. Ủa? Gì? Thôi. Ủa sao mình lại chạy chỗ này? Đi. Lỏng quá. Cái gì? Ây da. Gì? Cắn hả? Sao đây anh em? Sao dắt? Sao dắt lại đây? Sao đây vậy? Đi qua đây đi. Tự nhiên con bé nó nói ở đây nè. Nhà đây nè cô chú. Ừ. Biết đấy, cái nhà. Ba cái này không có xài được. Đưa đây. Đưa đây. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Ôi da da cắn em rồi anh em ơi. Cắn hả? Trời ơi con. Trời ơi trời da. Rồi sao đây anh em? Thôi thì giờ chắc anh em mình Tiền à. Nè. Con biết chú Huy không? Nè chú Huy nè. Biết chú không? Không. Trời ơi trời. Chú Huy đâu? Cái tiền này đây. Dạ coi. Sao bữa nay bé hung dữ quá thầy. Cái này không có xài được thầy. Đi đi yeah. Bây giờ nè, em muốn tìm việc làm mọi người tìm việc làm cho em. Cái này không có phải là tiền đâu. Đưa đi, bỏ đi. Không. Vậy bây giờ anh em mình làm sao? Bây giờ chắc cái kéo về chứ sao giờ. Đi về nha. Tiền bà ngoại đang đợi ở nhà. Tiền gì nè, nghe chú Huy nói nè. Bây giờ nè con đi về đi, bà ngoại với mẹ với em đang đợi con nhà đó. Về đi gần xui á là có gì mấy chú tìm việc làm cho con làm, còn tiền đó là mình không có xài được đâu con. Tiền đó xài không có được. Tiền đó không xài được đâu. Nghe là chú Huy nè. Ô quên, em không có đem tiền đâu. Đi, bỏ này đi. Tiền đó là con biết tiền gì không? Tiền âm phủ đó. Tiền người ta cho mà. Ai cho con? Ai cho? Đi làm người ta cho. Thì giờ bỏ cái này đi, về anh cho tiền khác. Không. Cho nhiều hơn cái đó nữa. Ừ, cho nhiều hơn luôn. Ừ. Tiền này không có xài được. Đó. Đi về nè. Thì bây giờ mình cũng khó hiểu quá anh em ơi. Không chịu nổi con bé mà hổm gà vất vả nó dữ lắm luôn rồi đó. Tôi mệt mỏi lắm rồi đó. Nè, mọi người nhìn xem đây nè. Bé nói nè, cái này. Tiền nè, tiền âm phủ nè. Tiền nghĩa phủ nè. Anh đạp lên kìa. Quên. Trời ơi trời. Tự nhiên đạp lên nhà nó liếc anh kìa. Đi. Đi về. Đi. Giờ sao? Đi về đi anh cho tiền nhiều hơn cái này luôn. Tiền đi về ha. Tiền của tao gì vậy con? Cái gì vậy? Sao tự nhiên em nói chuyện vậy? Khi nào quen con sao kỳ với con? Đi, tiền này không có xài được hiểu không? Đi.
sao đây? Sao mày dở anh em? Đi đâu vậy? Đi 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 về. Đi. Yeah, tiền đó không xài được con. Ờ đúng rồi, đi giờ thôi bỏ đi, để em về anh cho tiền mới. Nha. Anh cho nhiều tiền hơn luôn. Rồi nó còn với trời. Nha. Còn kỳ vậy. Sao vậy? Đi về anh cho nhiều tiền hơn. Tiền này không có xài được đâu, cho nhiều tiền mới luôn. Tiền đó là con biết tiền gì không? Tiền là ngân hàng địa phủ đó. Chứ không phải là ngân hàng của mình đâu. Đi. Bỏ đi con. Thấy gắt hết cho người ta đâu. Này. Đi. Đi trời. Đi đi đi. Ôi trời. Em. Ôi chạy theo đó. Chạy đi. Chạy đó. Bé. Bé. Em ơi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Chạy theo em ơi. Chạy đi. Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Chạy đâu vậy? Đi. Con lại tiền ơi. Đi. Đứng lại tiền ơi. Dạ, bên Nam có bán hai loại sản phẩm nước cốt nhào và mật ong gừng. Mật ong gừng nguyên chất từ gừng Sơn La, 100% uy tín chất lượng, bao quý khách hàng test thoải mái. Bên đây là nước cốt nhào thì nhào ủ đường 6 tháng lên men, cũng như là đặc trị đau nhức vai gáy, đau thần kinh tọa, đau lưng nhức mỏi và chống chỉ định là người tiểu đường, đái tháo đường sẽ không uống được nha quý vị. Đó. Và một ngày thì uống tầm 3 lần. Mỗi lần là uống một ly rượu nhỏ sau khi ăn 15 phút thì uống trong vòng đến 1 đến 2 tuần sẽ có hiệu quả cực kỳ luôn, uy tín chất lượng luôn quý vị. Đó, và ở đây mật ong gừng, hai loại sản phẩm. Quý cô chú anh chị nào mà mua thì hãy liên hệ số điện thoại của Nam bên dưới, bao miễn phí ship toàn quốc luôn quý vị. Và mật ong gừng là bao quý khách hàng test 100%. Nếu khách hàng không hài lòng, bên kênh Nam hoàn tiền 100%. Đó quý vị. Đây, uy tín làm nên thương hiệu.